Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Báo Châu Phi ca ngợi Việt Nam là hình mẫu công nghiệp hóa cho các quốc gia châu Phi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tin Mới. Quý vị thân mến, năm 2022 khép lại với những sự phát triển về kinh tế Việt Nam. Rõ ràng chúng ta cùng thế giới đã bước qua những khó khăn, khủng hoảng, sụt giảm từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chúng ta vẫn kiên cường vượt qua những khó khăn, từng bước đi lên, nâng cao vị thế và tiềm lực của Việt Nam. Và chính nhờ những câu sự đó, Việt Nam đã trở thành hình mẫu cho nhiều quốc gia học tập và noi theo. Đặc biệt mới đây, một tờ báo của châu Phi đã lên tiếng ca ngợi Việt Nam chính là hình mẫu về công nghiệp hóa cho các quốc gia châu Phi. Vậy cụ thể thế nào? Hãy cùng Tin Mới tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Ông Adam Mifflin, một vị chuyên gia, một nhà phát triển công nghiệp của châu Phi, người đang quản lý các danh mục đầu tư và hoạt động đa dạng hóa công nghiệp tại Nam Phi, Đông Phi và Tây Phi. Trong đó, ông đã phân tích về những mục tiêu và cơ hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các quốc gia châu Phi trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư của thế giới. Bên cạnh việc chỉ ra các quốc gia đã vươn lên như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, thì ông cũng khách quan nhận định rằng mô hình này không phù hợp với sự phát triển của các nước châu Phi do sự khác biệt về hoàn cảnh, điều kiện văn hóa. Tuy nhiên, khi nhắc đến Việt Nam thì thái độ của nhà báo lại ngược lại hoàn toàn. Theo ông, Việt Nam chính là hình mẫu tốt cho các quốc gia châu Phi bởi hai nước có nét tương đồng trong sự phát triển kinh tế. Trong các điều kiện để phát triển như từng là quốc gia nghèo khó, chịu nhiều thiệt hại từ chiến tranh, là thuộc địa của Pháp, dân số trung bình, trình độ học thức lúc đầu còn thấp. Trong những khó khăn đó cũng không thể ngăn cản sự phát triển của những quốc gia này, đặc biệt là khi chính phủ đã áp dụng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, ông cũng chỉ ra những điểm mà các quốc gia châu Phi cần học hỏi từ Việt Nam để hướng đến một tương lai thịnh vượng hơn. Đối với Việt Nam, khi chính thức bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng chủ trương tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Và từ cuối thế kỷ 20 đến nay, quá trình này được xác định đầy đủ là công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đó là một quá trình kinh tế, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế xã hội toàn diện, sâu rộng nhằm chuyển đổi nền sản xuất và xã hội Việt Nam từ trình độ nông nghiệp lạc hậu lên trình độ công nghiệp với các trình độ công nghệ ngày càng tiên tiến, hiện đại, văn minh. Trên cơ sở tổng kết công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20 đến nay và bám sát bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ mới, Đại hội 13 của Đảng nêu rõ chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đến nay, lịch sử nhân loại đã chứng kiến 4 cuộc cách mạng công nghiệp, cũng là các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nói chung. Công cuộc thứ nhất vào thế kỷ 18 khai sinh dẫn đến công nghiệp cơ khí tạo ra dây chuyền sản xuất hàng loạt, sản xuất hàng hóa, kinh tế, thị trường. Công cuộc thứ hai diễn ra vào cuối thế kỷ 21, đưa đến sự ra đời của nền công nghiệp và xã hội điện khí hóa, tạo tiền đề để chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh lên độc quyền đế quốc. Công cuộc thứ ba vào giữa thập kỷ 70 của thế kỷ 20 mở ra thời đại điện tử hóa, tin học hóa. Công cuộc thứ tư từ đầu thế kỷ 21 đánh dấu bước ngoặt chuyển đổi số của toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của con người. Mỗi cuộc cách mạng tạo ra một trình độ công nghệ ngày càng hiện đại cho quá trình công nghiệp hóa lâu dài của nhân loại. Các chuyên gia trên thế giới đã khái quát 4 trình độ công nghiệp hóa từ thấp đến cao. Thấp nhất là trình độ lắp ráp, tiếp đó là trình độ sản xuất với kỹ thuật riêng, cao hơn là trình độ sản xuất với thiết kế riêng và cao nhất là trình độ sản xuất với thương hiệu riêng. Để tiến lên trình độ công nghiệp hóa ngày càng cao, mỗi quốc gia nhất thiết phải có một số ngành sản xuất công nghiệp nền tảng, mà thiếu chúng thì không thể triển khai các ngành công nghiệp khác. Các ngành luyện kim, cơ khí chế tạo, năng lượng, hóa chất chính là những nền tảng cho các ngành công nghiệp khác có điều kiện tiền đề để xây dựng phát triển.
Trên thực tế, khối quốc gia đã không dành sự quan tâm ở tầm chiến lược cho các ngành công nghiệp này. Hệ quả trực tiếp là nền sản xuất công nghiệp quốc gia về cơ bản dừng lại ở trình độ lắp ráp và các ngành công nghiệp như phụ trợ cũng không thể phát triển. Nền công nghiệp quốc gia ngày càng lép vế trước các cơ sở công nghiệp FDI. Trước thực trạng này, Đại hội 13 xác định xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, nhất là công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Trong thế giới ngày nay, quá trình công nghiệp hóa của mỗi quốc gia không thể tiến hành biệt lập, khép kín mà phải đặt trong chuỗi sản xuất kinh doanh toàn cầu. Đối với Việt Nam, đòi hỏi này trở nên bức thiết gấp bội vì nền kinh tế nước ta đã hội nhập rất sâu với nền kinh tế thế giới. Giá trị tổng kim ngạch xuất nhập khẩu bằng 160-200% GDP trong những năm vừa qua mang ý nghĩa rất lớn. Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta cũng là quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo lợi thế cạnh tranh, đảm bảo tự chủ kinh tế quốc gia thông qua đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để định hướng cho quá trình chuyển đổi quan trọng này, Đại hội 13 chỉ rõ cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghiệp số, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bắt đầu được hình thành từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 năm 1960. Với nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, chủ trương chính của thời kỳ này là xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối với hiện đại, kết hợp công nghiệp với nông nghiệp và lấy công nghiệp nặng làm nền tảng, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý. Đồng thời do sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhằm biến nước ta thành một nước nông nghiệp lạc hậu, thành một nước có nền công nghiệp hiện đại và nông nghiệp hiện đại. Do đó, trước thời kỳ đổi mới, nước ta có khoảng 25 năm tiến hành công nghiệp hóa. Đáng chú ý, quá trình này được chia ra làm hai giai đoạn, từ năm 1960 đến năm 1975, tiến hành công nghiệp hóa ở miền Bắc, và từ năm 1975 đến năm 1985, tiến hành công nghiệp hóa trên phạm vi cả nước. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đã được quan niệm, đó là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội. Từ sử dụng sức lao động thủ công là chính, sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại. Dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Với ngành công nghiệp, Đại hội đã đưa ra định hướng phát triển công nghiệp chế biến gắn với phát triển nông lâm, ngư nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, mở rộng kinh tế đối ngoại, xây dựng nền công nghiệp nặng với bước đi thích hợp, trước hết là các ngành trực tiếp phục vụ nông nghiệp. Đặc trưng chủ yếu của thời kỳ này là tiến hành công nghiệp hóa trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp, phát triển chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên đất đai, nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước cùng doanh nghiệp. Nhà nước đóng vai trò chủ lực trong việc thực hiện công nghiệp hóa đất nước. Phương hướng cơ bản của giai đoạn này chính là phát triển theo mô hình chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu mà nhiều nước trên thế giới đã và đang thực hiện tại thời điểm đó, bao gồm cả các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Có thể đánh giá hướng phát triển của chiến lược này được duy trì trong suốt 15 năm ở miền Bắc, từ năm 1960 đến năm 1975, và 10 năm tiếp theo trên phạm vi cả nước, từ năm 1976 đến năm 1986. Tuy nhiên, do tiến hành công nghiệp hóa từ một nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn, những tiền đề cần thiết cho phát triển hạn chế lại trong điều kiện có chiến tranh và cùng nhiều nguyên nhân chủ quan khác nên nền kinh tế Việt Nam đã không đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Đất nước vẫn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển và rơi vào khủng hoảng kinh tế xã hội. Video của Tin Mới xin phép được tạm dừng tại đây. Quý vị nghĩ sao về sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa của Việt Nam? Hãy chia sẻ phía bên dưới cho chúng tôi được biết nhé! Nếu quý vị thấy thích video này, hãy ủng hộ Tin Mới bằng cách nhấn like, share và subscribe để chúng tôi có thêm động lực đồng hành của quý vị trong những video tới. Thân ái, chào tạm biệt!
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!